Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay thì mình chia sẻ với tất cả các bạn về những cái hình ảnh đẹp của cộng đồng người Việt Nam mình ở Úc. Từ khi mình đến ở Melbourne này nè, mình có một cái thói quen là mình hay đi chùa. Các bạn biết không, ở phía tây thành phố Melbourne này nè là có một cái chùa lớn nhất ở đây, đó là chùa Quang Minh. Thì từ trước á, sau khi mà cô bác anh chị mình á, đi đến Úc theo cái trước kia đó, thiệt lâu rồi đó, mấy chục năm trước rồi đó, thì cũng thành lập cái cộng đồng, rồi thành lập lên những có một cái chùa nhỏ. Rồi sau đó qua bao thăng trầm đó, cái ở chùa này cũng thay đổi từng tên từng chút, rồi bắt đầu di dời, rồi bá tánh cộng đồng người Việt mình đó gầy dựng lên, rồi đến bây giờ là một cái chùa quang minh uy nghiêm như thế này các bạn. Cũng lân cận cái chùa lớn thì cũng có một số vùng và một số cái chùa nhỏ cũng của bà con dựng lên, thì mình nghĩ cũng giống như là chùa tư vậy đó, như là có chùa Hoàng Pháp, chùa Bồ Đề, chùa ở xa xa cái chùa gì à, Huệ Quang hay là chùa gì đó, mình quên mất tiêu rồi, khá là nhiều các bạn. Đó là về Phật giáo, còn về Công giáo thì cũng có nhà thờ Tin Lành.
Thì thời gian đầu á, mình chưa biết đi đâu á, là mình hay đi về đi tham quan chùa, chùa đặc biệt là chùa Quang Minh, tại vì ở gần nhà mình. Còn mình biết là ở phía đông thành phố Mỹ Bình này nè, cũng có chùa Hoa Nghiêm ở vùng Streetwell. Mình chưa đi xuống đó lần nào. Ở bên này cũng có nhiều cái chùa của Đài Loan cũng đẹp lắm. Chùa của Tàu cũng đẹp mà mình chưa được thưởng thức. Tiếc là mình chưa đi đến mấy chỗ đó. Mình thích đi chùa là bởi vì mà những cái ngày mà nghỉ rồi đó nó thoải mái. Và thứ nhất ở đây cô bác ở đây cũng có những cái bữa cơm từ thiện, có những cái bữa cơm bán bánh cơm mình ăn nữa, giống như là mình ủng hộ nhà chùa. Rồi có những cái bữa cơm từ thiện của chùa nữa. Và có những cái chương trình phục vụ cộng đồng này kia nhiều lắm, mình thấy cũng nhiều lắm. Thích đi chùa là tới cái chỗ đó nó yên tĩnh, nó lắng động lại, thấy mọi người ai cũng giang hòa lời hay ý đẹp, mà thấy gặp mặt tay bắt mặt mừng nói chuyện nghe vui lắm. Cái cô bác đâu làm công đức ở chùa nói chuyện nghe hay lắm, nó thân mật, nó gần gũi lắm, nên mình hay lang thang hay lăng la ở những cái nơi này. Là đi ra biển hay là đi lang thang ở đâu đó cái cảnh thiên nhiên. Ba nữa là mình đi chùa thì còn shopping rồi mình ít đi á, ngoại trừ là đi vợ con rồi đi chút xíu vậy. Tại vì nhà mình cũng là Phật giáo cho nên mình hay đi chùa nhiều hơn. Từ nhỏ đã thấm giáo lý Phật giáo nhiều. Ở chùa Quang Minh này nè, khi mùa xuân đó, tiết trời mùa xuân nó cũng có chùa, cũng có trồng được mấy năm nay rồi, có cái giống hoa anh đào, có mấy loại hoa anh đào trồng,
trồng dây ở trước chùa đó, đẹp lắm, có nhiều người tới người ta thích, người ta chụp hình chụp được. Cũng có cái lễ là lễ hội hoa anh đào của chùa tổ chức nữa, chùa cũng thường xuyên tổ chức nhiều cái sự kiện nhỏ ấy lắm. Cũng có điều là mình không có nắm bắt được những cái tin tức đó thôi, nhiều khi những cái trang truyền thông ở đây đó họ có, nhưng mà mình không có để ý, mình không có rành.